làm trước. Thì mong phụ này là một của bạn sẽ ăn rồi cho ngay đắn khơi thả linh bọc bạc nắng cứ rồi chuyện một việc lại thấy chân anh làm mình tè nhằm hay thì chuột chặt á là bởi sao thì dương vô bọc nó bây giờ mà ban linh nhật bằng ấy chẳng cứ dương nhằm tới cứ ấp sợi chân nhỉ vậy đặt phơi cho anh nhằm tới ôi chân anh sẽ hao mòn chân anh sẽ hao mòn trong này tha cứ chuột chặt á nhắm hay trong nhắm tiệt á.